Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mập TV. Chúc cả nhà vui vẻ nha. Thì hôm nay mình kiểm tra thân thể đàn cún thì mình phát hiện trên cơ thể nó tụi nó có quá nhiều ký sinh. Nói chung mình bắt hoài á, bắt hoài mà mình cũng tiêm hoài luôn mà có hoài vậy đó. Đó thì chắc ở dưới đất nhiều quá. Đó thì hôm nay mình kiểm tra nhiều đứa thì mình sẽ ghi hình lại hết. Đó thì hôm nay là tới tài của cô ca. Cô ca là có cái cổ màu trắng trắng. Thì mời cô ca qua đây. Mời cô ca lên cái chân của cha. Rồi, ok. Chúc cả nhà vui vẻ nha. Thì bây giờ mình tiếp tục thôi. Ở đây thì mình có một cái lượt chảy ký sinh. Những em ngoan. Cổ tay đẹp. Rồi có mấy con nè, có mấy con nè. Chạy rồi đó con. Đúng em coi. Nghe em.
Rồi. Tới giờ ăn cơm chiều rồi cả nhà ơi. Mấy anh kia nó ăn rồi à, bây giờ mình cho Mỹ Kim ăn ăn riêng à, hôm nay Mỹ Kim bị bệnh đó cả nhà. Mấy đứa này đang ở rừng ăn đi. Rồi để Mỹ Kim nó bệnh cho nó ăn nhiều chút, đừng dành nó nữa. Mấy đứa này nó ăn ghê lắm, Mỹ Kim ăn không kịp. Cũng lo ăn mà gừ ăn đây con. Nhiều nhiều khán giả tập trung chỗ này quá. Ăn đây coi. Ăn đây ăn đi. Tùm lum tùm la đủ thứ đồ đó, cơm trộn rồi thịt, xương. Bữa nay thì hàng ngày đằng cuốn cũng được ăn, ăn cơm trộn, ăn xương rồi ăn thức ăn hạt. Đó, và cũng tắm rửa thường xuyên định kỳ.
Thôi xin dừng video tại đây nha cả nhà. Chúc cả nhà vui vẻ. Thì hôm nay mình kiểm tra thân thể của cô Ca, rồi nhốt bé Mỹ Kim cho ăn riêng, để mấy đứa này nó dành ăn quá. Mỹ Kim mình mấy cao quá là không kịp mấy đứa này. Còn thằng gấu giờ ăn xong mệt rồi, thôi mình nghỉ thôi, ai làm gì làm. Xin chào, chúc cô bác anh chị gần xa nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Xin chào.